Trời ơi, tại quên mang tới dép cho Lina, để Lina mang sang đàn. Emily với Elina với Ethan bữa nay đi hồ nha. Trời mà quá trời đông luôn. Nè, má hai quay nè, nè Elina với Emily xin chào đi. Con đi đâu? Đi biển, đi hồ chứ không phải đi biển không? Đi hồ, đi tắm hồ. Tắm hồ vui không? Ừ, rồi. Đó hả, cái lỗ đây đi Milly làm sáng giờ hả? Trời ơi, quá trời luôn nè, cái hồ trời nắng cho nên là quá trời đông người luôn đó. Cái hồ này gần nhà nha cả nhà, đây là một cái hồ tự nhiên, nó ngay chính giữa ngoài kia là đường phố, ngay chính giữa nó có một cái hồ vậy thôi. Đây có người ngồi gác cổng gác giữ tụi nó tắm á, sợ chết đuối rồi này kia đó. Bây giờ đó nhìn kia đó. Rồi phía sau này là rừng nha, rừng mà hái lá tỏi gấu á cả nhà, là mình hái ở phía sau này đó. Đây bãi chiến trường của hai nhà mình, đây cái bãi chiến trường của hai nhà mình. Ra đây cho nhưng mà có người nó cũng ra thôi. Hai thằng khỉ kia đâu mất tiêu rồi, hết thấy luôn rồi. Hai thằng khỉ kia, ủa hai thằng khỉ lớn đâu, ờ nó tuốt bên kia, hai đứa lớn trong nhà mình tuốt bên kia. Ờ, con nhỏ nó chơi mát rượi luôn, nước mát rượi. Chụp hình cho nó mà có được đâu, nó đi tuốt đẳng rồi, hết thấy rồi. Elina, cái ngoài cũng sâu lắm á, cái hồ á, đằng kia có mấy bãi đá dễ thương á. Gửi phía trên là nướng thịt luôn nha cả nhà, rừng ở trên là có hoa bếp để cho mình nướng thịt luôn. Nhà mình có ra đây nướng thịt rồi. Tan ơi, Tan đi hồ vui không? Tan anh hai, đúng rồi, anh hai với anh này đi đó đó, anh hai với anh này đi đó. Thì Tan đi đâu vậy? Đi đâu con? Đi đâu chơi vui không? Chị có Tan nó điên mình rồi đó luôn nè. Chơi vui không? Dạ. Thích không? Bị anh ba rượt chạy rồi. Khóa anh ba, bị anh ba rượt. Kệ, cái nó đào con lỗ rồi, nó chui vô đó nó ngồi. Mình đi về Tan ơi. Lắc đầu. Chồng nó kêu đi về dễ gì. Nước mát quá trời luôn, nó mê rồi. Trời, đi xa gì luôn á hả? Trời ơi, nó đi xa luôn, nó không sợ luôn á. Chuyện thôi, đừng đi xa nữa. Được rồi, tới đó được rồi. Tới đó được rồi Lina. Tới đó được rồi. Đó, thằng mấy thằng đó găm, mấy thằng đó nó quậy á, nó là nước á. Mấy thằng đó nó quậy lắm, đừng đi xa con. Cái đó được rồi, vô. Nè thôi đi lại đây chụp hình đi. Milly đi lại đây chụp hình đi Milly. Rồi mình đi lại mấy cục đá này mình chụp hình nha. Rồi ngồi xuống đây, dựa vô mấy cục đá đó. Mình chụp mình tưởng tượng giống như mình đi biển vậy đó. Ừ, để mấy hai chụp nè to. Con, chơi đã không? Mát không? Hả? Nộ chưa về đâu, còn chơi nữa. Chơi đi, chơi chừng nào chán không mới về. Hiểu không? Quá trời đông. Tắm đã xong rồi lên trên. Có chỗ tắm rồi này kia đầy đủ nha cả nhà. Tắm toilet rồi này kia nọ đầy đủ hết.
Ai mà, ai mà không thích đông thì dọn qua mấy bãi cỏ bên kia, nằm mấy bãi cỏ bên kia. Ai thích cát thì ở mé mình đây. Đi Tân ơi, chưa đã chưa, mình đi về được chưa? Dạ chưa. Ủa, tại sao giờ? Chơi chưa đã hả? Tại vì 6 giờ mấy, gần 7 giờ rồi. Chơi nữa hả? Rồi vậy chơi đi, chơi chút nữa ha. Không, chơi nhiều. Chơi nhiều luôn. Ôi ơi, chơi nhiều luôn. Anh hai, anh ba đâu rồi? Hôm nay tìm được gì vậy? Ủi hay vậy? Leo được không con? Tắm đã xong rồi leo lên chơi. Có cái bạch luôn nè, cái công viên luôn nè. Vậy Lina nó leo rồi. Ê Tan leo không con? Đó. Chỗ này chơi lý tưởng lắm. Tắm đồ dọc chơi lý tưởng lắm. Tắm chán xong rồi lên chơi. Bà đó bà đang la con bà. Chuyện té nha. Trời ơi. Anh dính con anh. Trời ơi, nó leo một mình nó tới đó luôn rồi Lina. Lina nó leo. Rồi Lina nó leo kìa. Trời ơi, nó không sợ ông ơi. Dĩnh con, Dĩnh con. Dĩnh. Trời ơi, nó không sợ. Dây gì mà nó leo luôn, không sợ ông ơi. Tự động leo chứ ai chỉ, nãy giờ đứng ở đó. Leo một mình, nó có ai chỉ đâu. Mát lắm, trong rừng phía sau đó là lá tỏi gấu. Rồi có chỗ để tập thể dục, đánh bóng, rồi đàn xích đằng kia nữa, nướng thịt, rộng lớn lắm, tuốt đằng kia luôn. Đó. Rồi hồ. Đó. Ở đây những người ta không có đi ba căng thì người ta dẫn con ra đây chơi. Hai liều xanh xanh đó của nhà mình. Cái này là khu bên kia nè. Đó, đây có chỗ bán đồ ăn với này kia kia nọ, đủ thứ toilet, chỗ tắm, chỗ để cấp cứu. Bên kia mấy nhỏ chơi đá này kia kia nọ. Đó. Đồng ha, bãi cát cũng rất là đẹp. Nhà mình đóng gương bên đó thì không có cái chỗ chơi nhiều. Ê Tan, Tan đi về, Tan ơi. Đi đi. Không về hả? Thôi vậy mình ngủ ở đây luôn nha. Mình ngủ đây luôn, mình đọt bia xí. Con muốn qua nhà má hai chơi hả? Không, mẹ lại nhà thượng nói. Quý được. Được. Rồi, không biết mẹ Diễm có chịu đi không á. Bảy giờ rưỡi chiều rồi nè, nhà mình chuẩn bị đi về mà, người ta còn nhóc luôn. Bảy giờ rưỡi đó, nắng chói chang luôn. Rồi bữa nay là đi hồ ngày thứ hai nè, hai ngày liên tục luôn nè, nó mê ơi là mê luôn. Dạ đã không? Dạ đã. Dạ đã thôi, giờ mình đi về. Không. Ê Tan. Ê Tan ơi.
Ethan, đi về Ethan ơi. Ethan, đi về. Ê, mê rồi. Mát ha mẹ đi. Cái hồ này khác cái hồ hôm qua nữa nha cả nhà. Trời ơi nè, đằng kia đông lắm nha, mình chọn được cái chỗ này khỏe, ít người, cái đằng kia gần ngạt người luôn. Bắt đội nón lên nắng á. Đó, cái liều của nhà mình đó, nhà mình cắm liều trên đó. Sân trên có lý lắm. Sân trên có nhiều chỗ chơi lắm. Rồi bên kia nữa kìa. Quá trời luôn. À, ngoài kia có người kia nó có cái giống như cái thuyền mà nó bơi bơm hơi lên đã ha. Đó. Có nhiều người đi xa luôn. Rất xa. Đằng kia thôi khỏi nói quá trời đông. Uầy, nắng hay tan ơi, nắng bệnh á. Đó, cái liều của nhà mình trên đó. Trên kia, kế trên có toilet, có chỗ tắm, chỗ cấp cứu thì người ta bán kem. Đông quá. Mình chọn được cái chỗ này ít người khỏe quá chừng luôn. Gì con? Trời ơi, đi ra xa hả? Xa như vậy, xích vô. Nè. Xích vô. Đi xa vậy, con bơi đi. Trời, mẹ quên đem cái kia cho Ina bơi rồi. Quên đem cái mà mang vô tay á. Ở nhà Ina có cái kia kìa, để bơm, để thổi lên á, thì bơi đã lắm. Quên đem rồi. Ina, nhà mình có hai cái giống hai nhỏ phi đằng kia nó mang á nè. Mình quên đem mày con. Votre attention s'il vous plaît, votre attention. Paul Malingré, 17 ans et attendu au poste de secours s'il vous plaît. Paul Malingré. Ôi, đằng kia kìa. Tuốt góc đằng kia cũng được lắm. Mà bên kia cũng có người canh chừng nha. Mình ở bên đây có người canh chừng. Rồi phía sau gần là nướng thịt. Trên nó nướng thịt rồi người ta chơi này chơi kia đủ thứ luôn đó. Mình chọn được cái chỗ này lý tưởng luôn á cho nhà mình đó. Ở nhà mình chưa tắm gì hết á. Mới ra là uống hết cà phê. Cà phê xong rồi giờ rồi cuốn. Đó, đầy đủ, đồ nghề có đủ hết. Cà phê sữa. Rồi dưới này gỏi cuốn. Đây, cà phê sữa uống nãy giờ ly này ly thứ hai rồi nè. Ly này ly thứ hai rồi nè. Đó, đá cà phê có đủ hết. Đó, người này thì đang ngồi coi tạc mét. Đó, sữa. Bác sĩ đang ngồi chờ thời, chờ coi nào trúng lô tô. Đó. Ờ, trái cây có luôn. Ờ, cái gì nữa? Làm đem theo gì nữa ta? À, chip. Đó. À, bánh kem cũng có luôn. Đây. Bánh kem. Đây, đó. Nói chung là đi ra ngoài đây là chỉ là ngồi rồi ăn thôi à. Mấy nhỏ thì chơi. Đó. Chỉ có vậy thôi. Ngồi đây mấy nhỏ tắm kế bên, bên luôn. Đó gì nè, canh chừng tụi nó thôi, ngồi sát bên nước luôn, canh chừng mấy nó thôi. Quá trời người ta. Ôi, bên kia khủng khiếp. Mình lựa cái chỗ ít người. Chỗ của mình ngay cái con này của mình ít người. Lý tưởng luôn. Cái nhỏ chơi thon kiên chứ đằng kia quá trời đông chơi gì.